Chào buổi trưa tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin tình hình dịch COVID trưa ngày hôm nay tại Bến Tre ngày 5 tháng 8 năm 2021, bao gồm những nội dung như sau. Và trước khi bắt đầu thông tin chi tiết á, bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thông tin đầu tiên á, là trưa ngày hôm nay Bến Tre không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới, thì hiện tại Bến Tre có 972 ca và vẫn là 15 ca tử vong, và số ca ra viện đến ngày hôm nay là 246 ca. Và thông tin tiếp theo là công an xã Sơn Đông đang tạm giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản. Thì vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm qua, được nhận được tin báo của người dân tại số nhà 174/1, ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre đã xảy ra một vụ mất trộm tài sản. Công an xã Sơn Đông và các đơn vị địa phương đang tạm giữ được hai đối tượng. Thì công an xã Sơn Đông đang tiếp tục xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật. Và thông tin tiếp theo là trong ngày hôm nay thực hiện phong tỏa cách ly bưu điện tỉnh Bến Tre. Thì ngày 5 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ra quyết định số 2338 về việc thực hiện cách ly phong tỏa phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn phường An Hội, thành phố Bến Tre. Theo đó là tổ chức cách ly phong tỏa bưu điện tỉnh Bến Tre để phòng dịch COVID-19, cụ thể là khuôn viên trụ sở bưu điện tỉnh Bến Tre số 3 Đại lộ Đồng Khởi, khu phố 5, phường An Hội, thành phố Bến Tre. Thời gian thực hiện cách ly phong tỏa là từ 19 giờ ngày hôm qua cho đến khi có thông báo mới. Và thông tin tiếp theo là cũng là tiếp tục cách ly toàn bộ xã An Điền, huyện Thạnh Phú. Thì ngày hôm nay là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười đã ký quyết định số 1859 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện cách ly để phòng chống dịch COVID-19 trên toàn bộ xã An Điền, huyện Thạnh Phú. Thì thời gian tiếp tục thực hiện cách ly là từ 0 giờ ngày hôm qua đến 0 giờ ngày 11 tháng 8. Theo đó thì tiếp tục tổ chức cách ly vùng có dịch là trên toàn bộ xã An Điền. Thì vị trí là hướng đông giáp xã Thạnh Hải, Giao Thạnh và Biển Đông, hướng tây giáp xã Mỹ An, hướng nam giáp xã An Nhơn và An Quy, và hướng bắc giáp sông Hàm Luông. Diện tích có khoảng là 4.328 ha với tổng số 1.624 hộ dân và 5.682 nhân khẩu. Công an huyện Châu Thành cũng vừa làm việc với một đối tượng chia sẻ video sai sự thật xúc phạm công an, rồi xin công an đừng xử phạt. Thì ngày 3 tháng 8, công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đã phối hợp với công an xã Tam Phước đã mời làm việc đối tượng MTD sinh năm 88, ngụ xã Tam Phước để làm rõ hành vi D sử dụng mạng xã hội Facebook chia sẻ hai video sai sự thật xúc phạm lực lượng công an. Tại buổi làm việc, D trình bày không biết nội dung và thời gian địa điểm nhân vật trong video, nhưng do thấy có đối tượng đăng video chửi công an nên D cũng chia sẻ để chửi công an. Được biết Tết năm nay D cũng từng bị công an mời làm việc về hành vi đánh nhau. Qua giáo dục, D thành khẩn nhận lỗi và tự nguyện xóa bỏ các video và các bài viết vi phạm pháp luật và cam kết sẽ không tái phạm và xin được hưởng khoan hồng. Tin tiếp theo là tại Chợ Lách trưa ngày hôm nay, lúc 11 giờ 30 phút ngày 5 tháng 8, các chốt chặn đã hoàn thành. Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thị trấn đã trực tiếp chỉ đạo khảo sát tại các chốt phong tỏa. Hiện tại là trên địa bàn là có 4 ấp, 4 khu phố, là có 9 chốt chặn, bao gồm diện tích là 810 ha và 2.616 hộ dân với 8.277 nhân khẩu. Và thông tin cuối cùng cho buổi trưa ngày hôm nay chính là về việc là quy định một số hoạt động trong thời gian phong tỏa cách ly để phòng chống dịch trên địa bàn thị trấn huyện Chợ Lách. Thì theo đó là đối với các cơ sở kinh doanh lương thực thực phẩm thiết yếu cố định như là bách hóa xanh, cửa hàng buôn bán gạo, tạp hóa, thuốc tây và cây xăng vẫn được tiếp tục duy trì hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch 5K. Còn đối với bà con, nhân dân trên địa bàn là yêu cầu là phải chấp hành nghiêm chỉ thị số 16 của chính phủ là không được ra khỏi nhà. Khi có nhu cầu mua lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được tổ hỗ trợ của ấp, khu phố mua giúp. Khi đó bà con hãy lấy giấy điền đầy đủ thông tin họ và tên, số điện thoại, ghi cụ thể các loại lương thực, thực phẩm thiết yếu vào tờ giấy và kèm theo tiền mặt để phía trước cửa nhà theo khung thời gian quy định thống nhất của tổ phụ trách. Mỗi hộ chỉ được mua lương thực phẩm thiết yếu một lần cho 3 ngày. Mình cũng xin kết thúc thông tin buổi sáng ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.